Xin chào các bạn nhỏ đã đến với chương trình What's TV. Bamboo đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ chúng mình cùng đi theo Bamboo để khám phá xem chúng ta sẽ làm gì nhé. Đồ rất là thần kỳ, con có muốn xem không? Dạ, con muốn ạ. Wow. Con có biết đây là gì không? Cái này nó có hai đầu mà lại biết bập bênh nữa cô. Để con nghĩ thử. À, hình như đây là cái gân, đúng không cô Phương? Ừ, đúng rồi, đây là một chiếc gân đó con. Chiếc gân bình thường đâu nha, đây là một chiếc gân thần kỳ đó. Với chiếc gân này con có thể cân được vật nào nặng hơn, vật nào nhẹ hơn đó con. Titi ơi, Titi giúp cô Phương đặt chiếc gân vũ này lên một bên của chiếc gân nha. Bên còn lại, cô Phương sẽ đặt viên đá. Wow, cô Phương ơi, phía bên viên đá thấp hơn, nghĩa là viên đá nặng hơn, đúng không cô Phương? Đúng rồi đó Titi, vì viên đá nặng hơn nên phía bên viên đá sẽ thấp hơn đó Titi à. Cô Phương ơi, nếu bây giờ con bỏ thật nhiều lông vũ lên con thì sẽ nặng bằng viên đá, đúng không cô Phương? Vậy bây giờ Titi hãy thử xem như thế nào nha. Dạ. Nên phía bên viên đá vẫn thấp hơn so với lông vũ đó con à. Trong thực tế, bằng mắt thường chúng ta không thể phân biệt được vật nào nhẹ hơn, vật nào nặng hơn. Nhưng khi cân bằng chiếc cân này, chúng ta có thể biết được vật nào nặng hơn, vật nào nhẹ hơn đó các con à. Con hiểu rồi, con cảm ơn cô Phương ạ. Tí tí à. À, con chào bác Phơi. Bác chào Tí Tí. Tí Tí đang làm gì đó? Mẹ có cho con 2 chai nước này. Con muốn để dành 1 chai để uống ạ. Nhưng mà con không biết chai nước nào nhiều hơn để uống trước. Dễ lắm Tí Tí à. Chúng ta chỉ cần đo dung tích của 2 chai nước này thì ta sẽ biết chai nào nhiều nước hơn mà thôi. À, mà Tí Tí muốn đo được dung tích thì Tí Tí phải chọn được đơn vị để đo đó. Để bác chỉ Tí Tí nha. Dạ. Chúng ta sẽ cùng dùng chiếc ly này để đo Tí Tí nhé. Dạ. Mình sẽ đo chai nước màu vàng trước. Đầu tiên, ta đổ nước từ trong chai ra ly. Lưu ý là đổ nhẹ tay thôi nha các bạn, không là nước tràn ra ngoài đó. Được một ly. Ta lại tiếp tục đổ nước từ trong chai ra ly.
2 ly nước. Vậy là có 2 ly nước trong chai màu vàng rồi. Tương tự cùng với cách đo này, ta cùng đo chai màu đỏ nhé. Ta lại đổ nước từ trong chai ra ly. Đổ từ từ thôi nha các bạn. 1 ly nước. Tiếp tục, ta có 2 ly nước. Và 3 ly nước. Vậy tổng cộng mình có 3 ly nước trong chai màu đỏ rồi. Các bạn ơi, vậy là nước trong chai màu đỏ được 3 ly, nước trong chai màu vàng được 2 ly. Vậy nước trong chai màu đỏ là nhiều hơn so với nước trong chai màu vàng rồi. Tì Tì ơi, con đã biết chai nước nào nhiều nước hơn chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Đó là chai nước màu đỏ. Con sẽ uống chai nước này trước ạ. Con cảm ơn bác Phôi. Các bạn ơi, vậy chúng mình sẽ sử dụng chiếc cân để biết được vật nào nặng hơn, vật nào nhẹ hơn, và sẽ chọn ra một đơn vị đo để đo được chai nước nào nhiều nước hơn, chai nước nào ít nước hơn. Các bạn nhớ nhé. Hôm nay chúng ta đã biết được nhiều điều thú vị, đúng không nào? Tì Tì mến chào và hẹn gặp lại các bạn.